Xin các bạn, chào mừng các bạn đến với bài gồm là review của Daddy Scanner. Và hôm nay là bài review của mình về Premium Bandai Master Raid L-Strike Gundam China Red Color. Bài Gunpla review lần này tiếp tục được tài trợ bởi những bạn tuyệt vời đến từ Librarian Gunpla, P-Bandai and Accessories. Liên mua hàng đã có sẵn dùng chú thích, các bạn nhớ xem qua nhé. Now, here we go. Trước tiên thì sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao hôm nay Daddy lại review một con Gunpla China. Để trả lời cho câu hỏi đó thì con Strike ngày hôm nay là một phiên bản P-Bandai được làm riêng cho thị trường Trung Quốc với tên gọi là phiên bản China Red. Nhớ năm ngoái chúng ta có con ngựa PG màu đỏ không? Năm nay thì nó cũng giống như vậy và cũng một phần là nhằm quảng cáo cho dự án tượng Freedom Fighter 1/1 của họ. Nên Bandai lại tiếp tục bơm một con hàng màu đỏ như thế này. Kit ngày hôm nay có thêm một điểm nữa, đó chính là nó đi chung với toàn bộ cái Striker Packs, nên cái hộp này phải nói là cực kỳ to luôn các bạn. Tạm con ngựa S hoặc là PG cũ cũng không chừng. Bên trong hộp, bạn có một núi Winner, nó bao gồm một con Strike màu đỏ và đâu đó tầm 7-8 bộ phụ kiện như con kit phiên bản China lần này. Như các bạn thấy nó có rất nhiều luôn, do đó bạn nào đang có ý định mua thì cũng chuẩn bị tinh thần để cắt cái bộ phụ kiện đó ra nhé. Ngoài ra, chúng ta được cho một miếng đề ca nước to chà bá lửa để dán cho các bộ phụ kiện ngày hôm nay. Nó được chia thành từng phần với từng tên được ghi cho dễ nhận diện. Tiếp theo, bạn được cho một miếng sticker chỉnh sửa màu sắc, cũng khá là lớn đó. Và cuối cùng là một miếng sticker nhựa giống với cái loại mà Bandai đã cho ở con cụ BGU. Lúc đầu mình tưởng nó tệ do nguyên cái tờ này dùng cho bộ Lightning Striker, nhưng sau khi dán xong thì trông cũng rất là đẹp và chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ với những gì mà miếng đề can này mang lại. Tạm cắt các miếng đề can đi thì đây là Master Ray Strike Gundam phiên bản Red China của ngày hôm nay. Và ngoại hình thì đây vẫn là Strike Gundam rất nổi tiếng đến từ dòng Seed, một mobile suit cận chiến với thiết kế nhanh nhẹn, cơ bản, linh hoạt, nhưng thay vì có tông màu Gundam truyền thống thì nó có màu đỏ và đen. Nhắc đến tông màu đỏ đen này thì mình phải nói là nó cực kỳ xấu luôn các bạn. Mình biết một số bạn sẽ có ý kiến khác, do 100 người thì có tới 1000 sẽ thích. Nhưng đối với mình thì cái tông màu ngày hôm nay phải nói là nó quá xấu. Đen bóng, đỏ, đỏ bầm khiến nó mất đi sự tinh tế so với các màu như xanh, đỏ và vàng khi được kết hợp lại của một Gundam. Nó dường như khiến mobile suit trông rất đơn điệu, không có sức hấp dẫn, và nếu bạn có đem chân chung nó với các mẫu màn hình khác thì mới có cảm giác là nó sẽ không có nổi bật khi có được một tông màu quá tối như thế này. Nhưng nếu bạn là người thích tông màu đỏ đen này thì đây sẽ là một kit làm cho bạn hài lòng. Về cơ bản, nó y chang với con Strike phiên bản Remaster được ra mắt vào năm 2013. Cứng cáp như một cục đá, độ chi tiết rất im ba và đảm bảo cho bạn có được một gameplay cực đẹp như từ trong anime bước ra. Ngoài ra, Bandai cũng làm rất tốt về phần ghẻ của kit ngày hôm nay. Bạn chỉ cần xử lý thật từ và cẩn thận, và cho dù đây là một Gunpla có màu tối, chúng cũng sẽ không phải là một vấn đề. Còn đối với phần biên độ cử động thì đây cũng là một điểm sáng của nó. Một lần nữa, các khớp được thiết kế rất chắc chắn với biên độ cử động rất rộng, cho bạn một mobile suit với khả năng cử động tốt và bạn có thể pose được hầu hết cái tướng mà bạn mong muốn. Mình sẽ làm nhanh do hiện tại trên mạng cũng đã có rất nhiều bài review về biên độ cử động của em nó. Google phát là ra, còn không, bạn cứ xem lại bạn con Testament, chúng giống nhau đến 96% luôn đó. Vì vậy, bây giờ mình sẽ đi qua các bộ phụ kiện và bộ phụ kiện nổi tiếng nhất đó chính là L-Striker Pack để biến nó thành L-Strike Gundam. Chứ nó với nhau thông một khớp hình chữ Y ở phía sau lưng và cái khớp này nó y chang của con Testament luôn nhé. Để sử dụng thì bạn chỉ cần gắn vào. Một tay bạn cầm khiên, tay còn lại cầm súng và Gundam của bạn đã sẵn sàng chiến đấu. Như các bạn thấy, bộ phụ kiện được đổi sang màu đỏ đen và theo cảm nhận cá nhân, mình thấy nó cũng không cải thiện gì nhiều về ngoại hình và thậm chí trông nó còn tệ hơn. Đầu tiên là cái khiên thì nhìn cũng đỡ một tí, tạm ổn. Tiếp theo là cây súng. Ma ơi, cái gì đây? Nó xấu một cách không còn gì để miêu tả luôn đó các bạn. Xấu xúc phạm người nhìn luôn. Còn ở phần backpack, mình cảm thấy hơi thất vọng về nó. Không biết xưa giờ nó như thế nào do cái con góc mình chỉ có lắp, nhưng nếu so với sự cứng cáp của con Strike thì nó khá lỏng. Ví dụ như phần cánh, giật một phát là đi mất tiêu. Con cũ như thế nào nhỉ? Bạn nào có hay comment bên dưới cho mình nhé. Ngoài ra, toàn bộ phần cánh phía sau có thể được kéo nhằm lộ ra hai lỗ ở hai bên. Lỗ này được dùng để gắn bộ súng cũng như là kiếm rồi tạo thành bộ phụ kiện Perfect Strike. Nhưng một tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Ngoài ra, nó còn được cho một cây súng bazooka. Trông nó rất là đơn giản khi súng chỉ có một màu.
tay cầm có thể di chuyển, và cuối cùng là băng đạn có thể giật ra. Cuối cùng, bạn có một cái base y chang với cái base con Strike Remaster. Mình thấy nó khá là đẹp và rất thú vị so với base thường. Ví dụ như cái gimmick trượt, cũng như là dây điện này nọ gắn vào, trông nó rất là vui. Tiếp theo sẽ là bộ phụ kiện chính của ngày hôm nay. Bộ pack mới nhất được thêm vào bộ sưu tập Master Raid Lightning Striker Pack. Để gắn vào thì bạn cũng sử dụng phần khớp chữ Y ở sau lưng. Nhưng lần này nó có thêm chẩu ở dưới đít nhằm tăng thêm khả năng kết nối. Ưu điểm của việc gắn hai khớp trên dưới như thế này là không sợ bị ngửa ra sau, còn nhược điểm là mất luôn bi độ cơ động eo. Được cái này thì mất cái kia. Kế đến, bạn gắn phần giáp ngực. Cuối cùng là hai tay. Và đây là bộ Lightning Striker Pack hoàn chỉnh của Strike Gundam. Gắn vào thì trông cũng khá là lạc quẻ khi thông màu tím không có hợp lắm với các màu như đỏ đen của con Strike China. Nhưng nhìn chung, mình thấy nó cũng khá ổn. Về màu sắc, bộ backpack trông rất là nổi bật với các từ viền màu vàng và nhất là phần ngực liền màu đỏ làm điểm nhấn. Có một điểm mình cũng rất thích, đó chính là việc sử dụng cái miếng sticker nhựa để tăng thêm độ chi tiết. Chúng được dán vào đây, đây, một đường dài ở đây, và cuối cùng là một miếng ở đây. Một lần nữa, nó giống y chang các loại được cho công cụ Perfect Ray Enlist. Khi dán vào, bắt nó sẽ dày lên, làm đầy cái chỗ trống. Lúc này, bạn sẽ có cảm giác như là một bắt nhựa riêng biệt khi được gắn vào, nhưng khác một cái là nó bắt ánh sáng rất tốt và trông rất đẹp. Cái này là bắt nhựa riêng này, cái này là sticker này, nhìn nó cũng không khác nhau mấy đúng không? Tuy nhiên, nó cũng có một điểm trừ như là những cái bộ đẩy phía sau bị sai màu, bạn phải dán sticker. Nó xài hết luôn á các bạn, mình có dán thử một cái ở giữa, xấu quá, nghỉ chơi luôn. Còn những chỗ có thể di chuyển, bao gồm phần này được kéo xuống hết cỡ. Phần này kéo xuống được một tí, và toàn bộ phần trên này có thể đẩy lên. Phần này có thể được gật lên, xuống, mở ra ở đây. Cảnh chuyển động được một tí. Còn ở ngoài này là một khớp bi. Gimmick mở ở phía trước. Kéo qua đây, và cuối cùng là ở đây để mở toàn bộ phần cánh. Ngoài ra, nó có một vũ khí khá khủng, đó chính là khẩu súng năng lượng được cất ở hai phần cánh tay. Đầu tiên, bạn lấy cục đen trên súng, gắn cái vào. Sau đó, bạn tháo cái miếng này ra, lắp xuống đây, kéo cả hai ra phía trước, vậy là xong một bên. Tiếp theo, bạn tháo phần tay cầm cũng nằm ở bên trong, gắn cả hai vào lỗ nằm ở dưới. Cuối cùng, bạn kéo ở đây, thì đây là khẩu súng điện tử của Lightning Strike Gundam. Còn để hoàn thiện thì bạn cũng còn cần phải gắn thêm dây điện vào nữa, nhưng lằng nhằng khó quay quá nên mình skip luôn. Nhìn chung thì bộ phụ kiện này mình thấy nó cũng khá là ổn, chứ cũng không được tuyệt cho lắm. Độ chi tiết thì vẫn có đó, nhưng tổng thể hơi chìm. Các bạn nên kẻ thêm lằn hoặc sơn phết gì này nọ vào thì lúc đó sẽ trông nó đẹp hơn. Nhưng như vậy là đủ, do bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi hết các bộ phụ kiện được bán đi kèm với Strike Gundam phiên bản Red China này. Trước tiên, đó chính là bộ kiếm và súng được bán trong Master Raid cùng tên ra mắt vào năm 2008. Về bộ kiếm, để gắn vào thì bạn gắn cái bắt lớn lên vai trước, sau đó chụp từng bên lại như mình đang làm. Khiên nhỏ này bạn gắn vào tay, backpack thì bạn cứ nhét vào, vậy là xong. Còn phần vũ khí thì đầu tiên bạn có thể tháo phần này trên vai, gắn beam vào và giờ chúng ta có một boomerang năng lượng. Kế đến, bạn có thể kéo này ra, dùng cái bắt được cho đi kèm, nhét vào đây, tiếp tục là nhét cọng dây, đầu còn lại bạn nhét vào cái kẹp, banh nó ra, vậy là xong rồi đó. Và tất nhiên, vũ khí chính của Soul Strike chính là thanh kiếm to chà bá ở phía sau. Bạn chỉ cần gắn lưỡi beam vào đây, một chuỗi ở dưới cùng nhằm hoàn thiện ngoại hình của thanh đại kiếm. Mình đánh giá nó cực tệ luôn các bạn. Mình biết là nó ra mắt năm 2008, nhưng phải nói là nó quá tệ luôn. Và điểm tệ nhất đó chính là nó không có một cách nào giúp Gundam cầm vũ khí hết cả. Thế nó dù duyên hùng làm cái kiếm bự chà bá nhưng không cầm được. Cho dù bạn này cho đến 4 loại tay, nhưng không có một loại tay nào có thể cầm, do nó không có một cái chấu hay một gờ gì ở trên cán để cố định hết cả. Không biết ai thiết kế cái này luôn, quá chán. Tiếp theo là bộ launcher được gắn ở trên vai phải. Thao tác cũng gắn tương tự với bộ kiếm như các bạn đã xem. Tác thác thì cũng một kiểu, chỉ cần gắn vào và là xong. Những chỗ có thể di chuyển bao gồm hai cánh ở trên và dưới. Màu vàng này là sticker nhé các bạn. Súng này không có xoay được nhé. Phần tay đỡ nó khá là tốt khi bạn có thể đẩy toàn bộ chúng ra phía trước mà không gặp vấn đề.
Cuối cùng là phần súng, mình đánh giá nó khá ổn khi có độ chi tiết vừa đủ, màu nhựa xanh đẹp mắt. Còn những chỗ có thể di chuyển thì chỉ có một vài thứ như là hai phần phía sau có thể được mở ra, băng đạn có thể tháo rời, tay cầm có thể dịch chuyển nhẹ một tí. Vậy là xong rồi đó. Nói chung cũng tạm hơn so với cây kiếm hồi nãy. Cuối cùng, để tạo thành Perfect Strike thì bạn kéo phần backpack này ra. Như các bạn thấy, ở bên này có một cái lỗ lớn. Bạn gắn cục này đi cho đi kèm. Bên đây bạn gắn súng. Bên đây bạn gắn kiếm. Cuối cùng bạn gắn thêm cái cục pin. Và đây là Perfect Strike Gundam. Định pose gì này nọ cho các bạn coi, nhưng kiếm không cầm được. Wow, chơi đứng yên một chỗ luôn. Tiếp đến là bộ vũ khí IWSP. Trông nó rất to, rất ngầu và có rất nhiều chỗ để các bạn có thể di chuyển. Đầu tiên, phần súng có thể được đẩy lên và xuống như thế này. Sàn trái, rồi phải. Cảnh lớn và cảnh nhỏ hai bên có thể gập lên và xuống tương tự với nhau. Hai phần này là hai copy với nhiệm vụ là chỗ cất hai cây đao nhỏ. Phần bộ đẩy này có thể được mở, cũng như là đóng lại. Và cuối cùng, phần ống xả ở đây di chuyển được như thế này. Để gắn vào thì bạn dùng khớp, gắn vào đây. Khi gắn thì cẩn thận cái phần sườn nhé. Có phần vũ khí, bạn có được một thanh đại đao với tên gọi là Grand Slam. Trông nó rất đẹp với phần lưỡi mạ bạc, nhìn bóng lưỡng và chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn thích vũ khí được mạ màu như thế này. Cuối cùng trong phụ kiện là một cái khiên trông siêu ác. Nó có thể vừa làm súng với một khẩu 6 nòng ở phía trước. Tất nhiên bạn có thể xoay nó nhằm mô tả khả năng bắn đạn. Làm vũ khí cận chiến khi đây là một cái boomerang năng lượng. Và cuối cùng là khiên được gắn vào tay nhờ cái bắt này. Và đây là khi bạn lắp full bộ phụ kiện IWSP cho Strike Gundam. Theo mình thấy là khi gắn backpack vào trong Gundam khá là chìm và không có điểm nhấn. Được cái là cái kiếm mã bạc trông rất đẹp và nhất là tấm khiên to ngầu có vẻ như phần nào đó cứu vãn được phần ngoại hình chìm nghiễm khi phải lắp vào một con Gundam đen xì. Tiếp theo là bộ backpack Noir Striker. Vũ khí chúng ta có hai súng lục hoặc hai súng trường. Cây súng lục này thì không có gì đặc biệt hết cả. Còn về súng trường thì trông nó đỡ hơn cây màu đỏ hồi nãy rất nhiều. Còn về đồ chơi thì ngoài là một cây súng, bạn có thể kéo phần này xuống. Giật ra thì đây là một trái lựu đạn. Còn về bộ cánh thì các bạn cũng chỉ cần gắn vào như thường lệ. Và chắc có lẽ bộ này được thiết kế cho một mobile suit màu đen nên trông cũng khá là hợp khi đi chung với một con Red China đen xì này. Ngoài ra, cái khớp ở cánh cũng rất là cứng cáp khiến nó không có bị rơi rụng. Việc cầm vũ khí cũng rất là tốt khi được cho riêng các loại bàn tay. Nói chung, bộ backpack này là một bộ backpack rất tốt. Về phần cánh, bạn có thể đẩy nó ra. Vào. Xoay cánh lên như một khớp xoay. Tiếp theo là một khớp gập. Phần cánh nhỏ này có thể được lật lên. Bạn kéo toàn bộ phần súng. Xoay nó ra. Thì đây là cách sử dụng hai súng ở trên vai. Tiếp theo, nó cũng có vũ khí cận chiến, bạn chỉ cần giật phần cánh này. Lắp phần hiệu ứng từ cho đi kèm. Thì đây là khi Mobile Suit cầm hai kiếm hai tay. Rất đẹp đúng không các bạn? Cuối cùng, đó chính là bộ backpack Artillery. So sánh nó với các bộ trước thì chỉ có một mình nó là có đầy đủ form dáng của một chiếc máy bay. Nhìn rất là đẹp mắt, nhưng bị một chỗ là sai màu quá trời quá đất luôn. À, mình không dán đâu nha các bạn. 5-7 miếng thì còn dán, chứ nhiều kiểu này thì thôi, để luôn cho các bạn biết chỗ nào nó sai. Còn vũ khí thì như các bạn thấy nó có đầy đủ tất cả luôn. Đầu tiên bạn có hai cây súng ở hai bên. Nó được nối vào trong một khớp bi, một khớp gập giúp bạn có thể đẩy lên cũng như là lật xuống. Tiếp theo bạn có một đống hỏa tiễn này nọ ở bên dưới. Cánh có thể được mở ra như thế này nhằm tạo thành hình chữ X. Ngoài ra nó được gắn vào một khớp bi to. Cánh nhỏ có thể di chuyển. Cái cục này mình không biết là vũ khí gì, nhưng bạn có thể đẩy nó lên trên, xoay qua xoay lại các bên rất là thoải mái. Bắt này làm gì mình cũng chả biết luôn. Còn bắt để gắn cái đại kiếm thì nó cũng tương tự với cục bên đây. Và để sử dụng thì bạn chỉ cần đẩy nhẹ nó ra. Gắn cái hiệu ứng vào, thì đây là thanh đại kiếm của các bạn. Được một cái là chỗ cán có đường rẽ nên bạn có thể nhét nó vào tay cầm. Và lúc này kiếm cầm rất chắc chắn. Vậy là xong bài review, mình khá hài lòng với những gì mà P-Bandai China Red đã đem lại cho mình. Nếu xét về con Strike thì nó hoàn toàn ổn trừ cái màu thay gớm. Phụ kiện thì nhiều khỏi phải bàn cãi, chỉ có một vài cái khá ngu như phần tay cầm của kiếm hoặc là cái backpack ở sai màu một số chỗ.
Nhìn chung phải nói là khá hơi khi sắm một kit có đầy đủ tất cả các bộ phụ kiện như thế này. Ông nào thích dòng sheet hoặc thích chơi phụ kiện, sắm bộ này là không cần sắm thêm cái gì nữa luôn. Quá đã. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là ý kiến quyền của mình. Còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Và nếu bạn muốn mua thì dùng chú thích đã có sẵn link mua hàng của Librarian Gumpla. Bấm vào để đặt hàng với giá tốt nhất đó. Mình là Adi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi bài review của mình. Để lại một like nếu các bạn thích và đừng quên quay lại để xem thêm các bài Gumpla review tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.